Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với chuyên mục Câu chuyện thăng tiến của nhà Parami. Thì câu chuyện hôm nay mà mình muốn kể đó chính là một cái sự thay đổi của bản thân mình khi mà mình biết được cái gì là cần cho đời mình. Thì mình là một người thuộc dạng mỗi thứ một tí. Lúc nhỏ nhỏ mình nhận ra là mình có vẻ như mình ưa thích nhiều thứ, nhưng cũng có vẻ như là mình không ưa thích quá một cái gì để mà mình chuyên tâm vào nó. Rồi thì mình băn khoăn là mình nên trở thành một người cái gì cũng biết hay là một người siêu giỏi về một thứ nào đó. Thì như cái câu mở đầu thì chắc mọi người cũng đoán được là mình chọn cái vế thứ nhất là cái gì cũng biết. Rồi thì mình dành chắc gần cả chục năm để bay nhảy, để học hỏi tất cả những cái bộ môn mà mình có thể nghĩ ra lúc bấy giờ, từ những thứ nữ công gia chánh như là nấu ăn, cắm hoa, đánh đàn, vẽ tranh, làm thơ, cho đến những cái thứ nó mạnh bạo hơn một tí như là thể thao, cờ vua hay là karate, vân vân, thì mình đều thử học qua hết. Và mình thử qua theo cái kiểu nửa vời suốt cái khoảng thời gian đó, cũng biết để làm cái gì. Và kể cả trong chuyện học hành trên trường, mình cũng theo chủ nghĩa học tàn tàn. Dù cho đó là cái môn mình thích nhất, mình vẫn chọn học tàn tàn. Hay kể cả mọi người chọn cái việc học lệch cho những cái năm cuối cấp, thì mình vẫn chọn học 13 môn đều nhau, vậy đó. Và sau này thì mình mới phát giác ra là những cái thứ đó nó chẳng có giúp ích gì cho đời mình cả. Mãi cho đến khi mà mình tìm thấy đích đời á, có những thứ mình cần học, có những thứ mình phải học, thì chính cái thói tàn tàn khi xưa đó nó trở lại, nó cản trở mình. Cái thời điểm mà mình chọn được cho mình cái mục đích cuộc đời, rồi mình tự ngồi mình ráp xem là những thứ mình tích có, mình lượm nhặt từ đó đến giờ, nó có phù hợp và nó có đủ để mà mình tiến tới cái mục đích đó không, thì câu trả lời chắc chắn là không. Và ngay cái thời điểm đó thì mình như là có một cái cuộc cách mạng tâm trí á. Mình xếp lại hết những cái lộ trình, mình dọn lại cái tâm thế học của mình, và mình ưu tiên cho những cái thứ cần được ưu tiên. Bản thân là một người thích học đủ thứ như vậy, thì lần đầu biết đến bốn trụ cột kiến thức của trung tâm, tất nhiên là mình mê chứ. Mình mê chết luôn, mình khoái lắm. Mình muốn kiểu mình sang bằng hết bốn trụ luôn chứ. Chứ lúc đầu mình cũng không định dấn sâu vào một trụ nào hết á. Và học với cái tâm thế đó thì mình thấy nó không đáng. Và mọi người có thể hình dung nôm na tri thức nó như là một cái phương tiện. Cụ thể hơn đó là những cái chuyến xe buýt á. Mọi người lên xe nào thì cũng chạy được, lên xe nào thì nó cũng tới bến được. Nhưng nó có phải là cái bến cuối cùng mà mình muốn không? Thì phải xem lại. Và cái thời gian mình mất bao lâu để mà di chuyển từ xe này sang xe khác cho tới khi mình đến được cái đích. Thì rõ ràng cái mà ta biết đó, nó ít ỏi, mà cái mà mình không biết thì nó lại mênh mông. Mình không thể nào dành cả đời để mà ngập lặng vô hướng trong cái bể đó được, cái bể tri thức á. Thì thay vì vậy, mình nghĩ là nên có một cái mục đích, coi nó như cái cột mốc, và biết cái gì là cần ưu tiên trong sự học để đạt được cái điều đó thì tối ưu hơn. Thì đó là một cái câu chuyện nhỏ của mình về cái việc biết cái gì là cần cho cuộc đời của mình trong cái việc học. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và hẹn gặp mọi người ở câu chuyện thăng tiến đợt sau.